Giang sinh lại lục cầu nguyện tôi đã đời rồi, cuối cùng rồi á, cái ngày mà mình theo cái quy luật vô thường là sanh lão bệnh tử rồi, cái ngày mình chết mình cầu không hề cầu với ông gì nữa. Những ông thầy tu là chuyên môn đi cầu cho thiên hạ, tới cái ngày mình chết rồi là không hề cầu cái ông gì được cho mình hết. Thế thì là rõ ràng là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, cõi vô sắc cũng không được gì. Do vậy mà dám xác định rằng là cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, cõi dục, cõi sắc, cõi vô sắc đều là cũng là một cái thứ vô ngã, vô thường, khổ vậy. Cho nên tôi nói cái này là để chúng để ý. Những thầy tu là chuyên môn cả đời đi cầu nguyện cho thiên hạ, chú nguyện cho thiên hạ, mà các vị đã từng hết sức gửi gắm tâm hồn tâm sự nhờ thầy ấy nha. Nhưng mà tới chừng bản thân thầy á, thầy cầu cho thầy không hề được gì hết. Điều đó chứng tỏ rằng là không phải là cái đạo Phật mà mình đi vào cái cầu nguyện, cái vãng sinh của những vị siêu hình, là mình lạc vào vô sắc giới, mình tu tập sai lầm đó. Tu tập sai lầm đó, để ý cái đó mà tu đấy. Để ý cái đó mà tu, còn bằng không mình tu uổng thôi. Không, mình tu uổng công thôi. Giống như mình thờ tại thiên đại thánh mà. Thờ tại thiên đại thánh thì làm sao mà mình thờ mà cái ông đó ông làm gì mình được. Là do cái ông Ngô Thừa Ân, ông nặng ra ông tại thiên đại thánh. Rồi ông nặng ra Thái Bạch Kim Tinh, rồi ông nặng ra Ngọc Hoàng Thượng Đế, rồi ông nặng ra cái hội Bàn Đào. Rồi mình ra mình tin cái đó, rồi mình thờ, rồi mình tin tưởng cái đó, thì làm sao mà có được cái gì cho mình. Rồi cái này học cái bài này là nó phải để ý về cái điều cấm kỵ là không được mê tín dị đoan, quyến hoặc quan được. Do vậy cho nên nhận xét thấy cõi đại thiên như bọt biển nổi chìm, cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc đều không có thật. Do con người đam mê dục thì nó thành cõi dục, dẹp hết cái dục vọng thì không có đam mê dục vọng thì sử dụng vật chất, mà đam mê vật chất thì nó thành cõi gọi là cõi sắc. Mà người không đam mê vật chất nữa, cõi thường, nhưng mà gửi tâm hồn vào trong cái cõi quan đường ảo tưởng dục vọng thì nó thành ra cõi vô sắc, cõi vật chất mất. Có người ta không còn thèm cái đó nữa, ta bỏ hết cơ đồ sự nghiệp, người ta gửi gắm vào trong một cái hình ảnh của một cái tượng nào đó của Thái Bạch Kim Tinh, Thái Thượng Lão Quân gì đó, ta mê cái đó thôi. Thế thì nó trở thành là cái người cõi vô sắc. Và ngày nào đó nếu mà nhận thức được cái chân lý vô sắc cũng có, thế là tam giới đều tan biến, tam giới không còn. Do vậy mà Tổ Quy Sơn nói là cái người mà tu thiền á, là thử tôn năng đắc kỳ diệu, thiết tu tử tế dụng tâm, khả trung đấu ngộ chánh nhân, hiện thị xuất trần gia tiệm, thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu. Cái người mà tu thiền định mà giới học định học huệ học mà cho sâu sắc rồi, mà tìm hiểu cái nguồn gốc của sự vật hiện tượng, cái bản chất của sự vật hiện tượng, mà thấy được cái tính chất là giai không của dạng hữu rồi đó mà, thì thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ hữu, nghĩa là đập vỡ tam giới. Tam giới nghĩa là coi như không có, đập tan biến tam giới mà không còn cái bột cái xác nào. Tôi dám nói vậy mà. Đập vỡ tam giới nhị thập ngũ hữu, 25 cõi đập hết, đập tan biến. Mà nhị thập ngũ hữu là gì? Trong đạo Phật ta gọi là tứ vức, tứ ác thú, lục dục, tinh phạm thiên, tứ thiền, tứ vô sắc, vô tưởng, tập bất quần. Tứ vức là đông thắng thần châu, nam thiện bộ châu, tây ngư quá châu, bắc vô châu. Tứ ác thú là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh và atula. Lục dục là sáu cõi trời dục ha. Sáu cõi trời dục là tứ thiên, dương thiên, đau lợi thiên, dạ ma thiên, đau xúc lợi thiên, quá lợi thiên, theo quá tự tại thiên, phạm thiên là trời phạm thiên. Rồi tứ thiền là sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền. Rồi tứ vô sắc là không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ, phi tưởng phi biên tưởng xứ. Đó là cái bằng là mà trong cái sơ thiền nó gồm có ba, nhị thiền nó gồm có ba, tam thiền tứ thiền gồm có ba, thành ra hết thảy là 25 cõi đập vỡ. Đạo Phật ta nói vậy đó. Tu mà thiền định mà giới định tuệ vững vàng rồi là thử tắc phá tam giới nhị thập ngũ, đập vỡ tam giới không còn mảnh bụi, bởi vì nó có thật đâu mà nó có mảnh. Cái ly này nó bằng vật chất cho nên mình đập bể tan nghiền nó ra, nó còn bụi,
cái tam giới này là đâu phải là nó bằng cái loại vật chất là đâu mà nó còn bụi với còn mảnh. Như thành vô hữu cũng vậy, là do cái tâm tưởng của con người, do cái khái niệm nhận thức của con người mà nó có sự an lạc tới cỡ nào, gọi đó là trời gì, có sự an lạc cỡ nào gọi đó là trời gì, trời thiểu quang thiên, vô lượng quang thiên, quang âm thiên, vân vân, tức là cái ánh sáng trí tuệ của mình nó ra tới cỡ nào gọi là thiểu quang thiên, ánh sáng trí tuệ của mình vượt hơn nữa là gọi là vô lượng quang thiên. Thế thì là do sự tu tập của mình mà mình được cái nhãn hiệu mà người ta gọi là gá cho nó một cái từ để gọi, chứ kỳ thật là trời nó không có. Do vậy cho nên là khi mà tỉnh ngộ rồi là thử thách phá tam giới nhị thập ngũ hữu, đập vỡ tam giới, đập tan nhị thập ngũ hữu. Cho nên đâu có phải là mình cái người đệ tử đạo Phật là van xin là lại lục rồi trông chờ mong đợi ở bên ngoài. Trong chờ mong đợi bên ngoài đó là mình học không có tới, học Phật không có tới, học về là không hiểu được đạo Phật. Tu uổng, uổng công, tu uổng công cực khổ mà không có kết quả. Cho nên cái bài này nói rằng là sâu thì thật là sâu, nhưng mà phải bốn cái điều cấm kỵ phải lưu ý mới học cái bài này được. Hiền với thánh như những tia điện nhuyễn, có nghĩa là ta nói hiền thánh chẳng có gì hết. À, Khổng Tử mà còn nói vấn đề hiền thánh nó có gì đâu, nó như những tia điện nhán thôi. Hiền là gì? Thánh là gì? Phàm ngu là gì? Nó nói rõ ràng. Bất giáo như thiện, thì thánh gì hả? Thánh là cái người không có ai dạy, mà tự nhận thức chân lý, tự giác ngộ chân lý, tự sống đúng chân lý, tự mình xây dựng cái an lạc, hạnh phúc cho cuộc sống của mình. Đó là gọi là người thánh. Bất giáo như thiện thì thánh gì hả? Còn hiền là gì? Giáp nhi hậu thiện, phi hiền nhi hà. Cái người hiền là cái người do có được đào tạo, có được uốn nắn, có được dạy dỗ, có được bồi dưỡng, nhận thức được chân lý, sống an lành hạnh phúc. Lời mình là người, đó là người hiền. Còn phàm ngu là gì? Báo việc bất thiện, phi ngu nhi hà. Người ta dạy, ta chỉ bài cặn kẽ tường tận như thế này, thế này, thế này, mà không làm được, không sống được, tự mình làm cho mình đi vào con đường đau khổ, đó là gọi là người phàm ngu. Do vậy cho nên là đây là hiền với thánh như những tia điện, những tia điện nhắn, không có hiền thánh thật vậy, cũng là một con người thôi. Phàm ngu cũng là con người, hiền cũng là con người, mà thánh cũng là con người. Phải học cái này là mới đúng. Cho nên tôi nói thí dụ như giờ cái nhà trường năm nay khai trường, nhà nếu ta mở nè, các ban ngành đoàn thể ta động viên nhắc nhở hết sức về cái tuổi nhỏ thanh niên đừng có đi vào cái đường đam mê chơi bời mà rơi vào trong cái xì ke cái ma túy. Đi vào con đường đó là tự hủy diệt bản thân, là làm đau khổ cha mẹ vô cùng vô tận và làm cho cái xã hội nó suy tàn. Thế mà có người nói, có người không nói mà ta vẫn biết là không làm, đó là bất giáo như thiện. Còn có người thì cha mẹ dặn dò, nghe lời cha mẹ vì thương cha mẹ mà không đua đòi, không chơi theo những hạnh mà bị bê tha kia, thế là giáo nhi hậu thiện, đó là hiền. Còn có những người nghĩa là vừa răn đe vừa dạy dỗ mà kềm chế hết sức mà nó vẫn không nghe, cha mẹ cực khổ làm ra đồng tiền mà dễ dậu gì, vậy mà có bao nhiêu về ăn cắp phách bán rồi đi chơi bời hút sách, như vậy làm đau khổ cho cha mẹ, tự hủy diệt bản thân. Thì đó là giáo diệt bất thiện, thì không phải là phàm ngu là gì. Ai mà nghe những người đó mà không tội nghiệp, mà không giận, vừa tội nghiệp cho cuộc đời họ mà vừa giận họ, tại sao lại không nghe những cái lẽ phải là sao? Vậy mà vẫn có người. À, do vậy cho nên vấn đề hiền thánh và phàm ngu là vậy thôi, chứ không có gì. Do vậy cho nên đây ta nói rằng là hiền với thánh như những tia điện nhá, không có ai vô đó ngoài con người của chúng ta. Vô danh sắc liền đầu mà thấy sắc, trong mọi thời định vệ tôi vẫn sáng trọn. Tác giả chứng đạo ca là Quyền Giác Thiền Sư nói rằng, tôi nói những điều trên, tôi rất chân thành với cái lý tưởng giải thoát giác ngộ mà tôi nói, chứ tôi không có nói trong lúc quờ quạng, không có lúc ác cảm, trong lúc quỷ diệt bôi nhọ cái đức tin của mọi người đâu, mà tôi nói rất là chân tình với cái lý trí, với cái nhận thức, trong lúc tôi sáng suốt, dầu niền sắc niền đầu tôi mà say sắc, say sắc tới lúc nào đi nữa, trong mọi thời đi nữa, tôi
vẫn tin rằng lời nói của tôi đây là lời nói trong định tuệ sáng tỏ. Nên cái bài này sau đó trước mắt người chứng đạo phần trực chỉ thấy vạn vật không có thật vật, thấy người không thật người, thấy hiền thánh không thật có hiền thánh, và Phật cũng không có Phật, đều là do ta hết, đều là do tâm ta hết. Tam điểm như tinh tượng hoành câu tợ nguyệt tà, phi mau tùng thử đắc, tố Phật giả gió tha. Cái chữ tâm mà người ta diễn tả chữ tâm có ba cái chấm như ba cái ngôi sao, có cái vòng ngang ở dưới như cái mặt trăng trên trên xế, là địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là ta, đau khổ triền miên trong địa ngục ngạ quỷ súc sanh cũng là do ta. Ta dùng cái tâm của ta nó không có đúng cái đạo lý, làm người làm trời làm A-tu-la cũng là ta, xây dần trong sát thủ thú cũng không ai khác, là do ta. Rồi thành thanh văn viên giác Bồ Tát và Phật cũng từ cái nhận thức của ta, ta chuyển hướng, ta tiêm chủng cái chất liệu giới định tuệ vào, thì ta có cái chất đề kháng những cái thứ virus mà nguy hại nó không xâm phạm được ta nữa, mà ta sẽ bồi dưỡng, ta phát triển những cái năng lực tốt đẹp, giác ngộ giải thoát vào trong con người của ta, đều là do ta hết. Đại thiên thế giới nhiều như các sông Hằng, cũng chỉ như là thứ bọt bèo hữu cùng, nó nổi nó chìm nó sanh diệt trên cái mặt nước biển vô cùng, nghĩa là cũng không có thật. Đại thiên xa giới, tam giới đập vỡ tan mà nó không có thật mà. Mộng lý thì minh minh hữu lục thú, mà giác hậu thì không không vô đại, vô đại thiên. Khi giác ngộ rồi tìm cõi đại thiên thế giới, cái ranh giới nó không có. Đừng có đếm dựa trên cái danh từ 3000 đại thiên thế giới mà đếm là hoàn toàn không hiểu đạo Phật đâu. Đếm là làm toán nhân ra là nhân coi bao nhiêu, rồi diện tích cộng lại là bao nhiêu. Vậy là không hiểu đạo Phật, cho nên cũng không có thật đại thiên xa giới. Người chứng đạo nhìn vạn pháp qua cái thấy của tuệ nhãn. Cái thấy của người chứng đạo là kết quả của một quá trình tu tập, quán chiếu tư duy thiền định lâu dài. Cho nên cái thấy của người chứng đạo nhìn thúng các cái lớp màng vô minh chấp mắt bao vạn đời kiếp của con người, thấy được cái thực tướng của vũ trụ vạn hữu là tướng duyên sanh mà có. Thực tướng là vô tướng, không có tướng nào hết, vậy mà do nhiều cái tương quan tác động qua lại mà duyên sanh có vậy thôi, chứ không có đó. Không có cái nào có cái tướng thực, không có cái tự ngã của nó. Y như coi cái tivi vậy, tìm cái tivi cái gì là tiếng nói, cái gì là màu vàng, màu xanh, màu đỏ, màu sắc, tìm từng cái không bao giờ có. Vậy mà ghép lại toàn bộ bộ phận của cái tivi thì nó có ra đủ thứ màu sắc, đủ thứ âm thanh, đủ thứ nhạc điệu hả? Có bằng cái có duyên sinh, nhân duyên còn hòa hợp thì còn có gọi là sinh, khi nhân duyên chia ly thì gọi là diệt. Dưới cái thấy của người tuệ nhãn, vạn pháp có mà không thật có, vì nó không có cái tự ngã chân thật của riêng nó. Nhưng người chứng đạo cũng không hoàn toàn phủ nhận rằng vạn pháp là không, vì vạn pháp không phải trống rỗng vĩnh viễn không như cái không của sừng thỏ lông rùa, là cõi nhất chân phi sắc mà phi không. Nào cái bài này rồi mình học những bài trước mình ôn lại hết, mình nắm vững cái nguồn giáo lý của đạo Phật, nói trước sau nó ăn khớp nhau, không có bây giờ, không bao giờ có cái tương phản đâu. Hiền thánh trại Phật tư duy cho sâu sắc, quán chiếu cho tinh tường chân lý, người ta sẽ hiểu tất cả những cái từ để xưng gọi các địa vị tôn quý đó cũng chỉ là danh ngôn giả lập mà ra. Danh ngôn giả lập hết. Cái người mà giác ngộ sống đúng 100% với chân lý thì gọi là Phật, gọi là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Gọi là đại Bồ Tát thì sống 98-99% thì gọi là Bồ Tát. Vậy thôi. A-la-hán thì sống 50% chân lý, phàm phu thì sống nghĩa là một phần nào của chân lý, thậm chí có người không có sống chân lý thì nó sinh ra đau khổ. Chứ đó là danh ngôn gia lập mà thôi. Hiện thánh là ai? Trời là ai? Trời là những người tu thập thiện và sống theo thập thiện nghiệp. Phật là ai?
Phật là người mà giác ngộ 100% chân lý. Tất cả địa vị ấy, danh xưng tôn quý ấy đều từ một con người dựa vào cái tiêu chuẩn giác ngộ chân lý trọn vẹn hay chưa mà ước định cấp bậc và gán cho cái danh xưng ấy. Mà danh xưng giả lập thì cũng chỉ là một dạng duyên sanh như quyển của vạn pháp ở trong vạn pháp mà thôi. Do vậy cho nên là mình gọi là Phật, là Như Lai, là ứng cúng, là chánh biến tri, là tại mình gọi, mình thấy, mình gọi, mình tôn xưng vậy chứ ông Phật ông không hề coi mình là cái ông gì ghê gớm hết. Chỉ là một người mà sống đúng chân lý, cho nên nó không có các cái sự khổ, nó ràng buộc, gọi nó là Niết Bàn. Sống đúng chân lý cho nên nó không có sự sai lầm để gây ra nguyên nhân đau khổ, gọi đó là Bồ Đề. Chứ ông Phật thì không hề, ông tự coi ông là ông gì hết. Để ý cái chỗ đó. Do vậy, trước cái thấy của người chứng đạo là không có thật vật và không có thật, tất cả không có thật. Để ý cái bài này học kỹ.